tao Thôi đi đủ mấy em xào xạo để bên xin gạo hoài em trai. Là tại sao vậy? Cái thằng bọn... à, mày đi xuống đi để tao nói chuyện. À, còn bạn qua qua gì nè, muốn nói chuyện với mình á, on cam lên, mình on cam lên nói chuyện với bạn. Mà tại sao bạn không on cam mà bạn lại tại ngồi ngồi dưới bạn nhìn với khăm mình, bạn so sánh à. Bạn có thể nào bạn on cam lên được không hả? Quơ à, on cam lên lên lẹ lên, quơ một gì 938 gì nè, sao có dám on cam không? Nếu không on cam thì CC mình ra nha. Đừng có thấy mình đẹp trai rồi bay tới sắp sáp trong room này, hôm qua mình để ý là rất có nhiều con bóng lạ lộ bóng, chẳng hạn như lúc nè, thấy không, mình on cam lên bây giờ đâu còn ý tưởng gì đâu, nó đâu dám lên mic mà cầm mic nó nói gì mình, đúng không lúc. Cái thằng da đen, Tao đang đợi cho mày nói đó mày, đụ má con chó, mày sủa đã đi rồi tao mới nói chuyện với mày, ok? Nói tiếp đi mày, khi nào tao muốn lên là tao sẽ lên thôi. chứ mày đâu còn ý tưởng gì mà nói, tại vì tao on cam lên đó, mày nhìn trang sức của tao là mày đã biết là mày đã thua tao rồi, nên tao biết mày đã biết lỗi, nên thôi tao sẽ nét mày qua một bên đó, đâu có gì quan trọng đâu, đúng không? Còn cái chuyện bạn qua qua gì nè, muốn nói chuyện với mình thì phải on cam lên nha. Đề nghị on cam lên nói chuyện với mình đó, mình chơi rất là nai, đúng không? Thiệt tình à, không cần em trai, em lên nói tiếp đi em. Thôi đi câu boy, tao không nói chuyện với mày, ok? Tôi xuống mic nè. Nè, thứ nhất, mày đéo biết tao là ai rồi. Thứ nhì, mày là thằng nghèo nàn hơn tao là cái chắc. Ờ, có đúng không? Mày cười mà hỏi anh Sơn, mày kêu ông Sơn bằng gì? Chú Sơn phải không? Mà hỏi chú Sơn tao là thằng nào? Thấy chưa? À, mày là con nít. Thật sự đó, mày xấu cao hơn tao đó. Thấy không? Là cái chắc. Mày biết chơi á, cái rung này đó. Mày là mày lấy một cái đít đại gia mà dám bỏ tiền ra Sơn không? Mà dám bỏ tiền cho Sơn rung chơi không? Không. À, thấy mặt là sướng lên chưa? Tao dám đó. Đủ má tao dám bỏ bọc Sơn cái rung cho mày chơi đó. Thấy gấu không? Hả? Đủ mẹ mày à. Mày chơi đế nước lớn nước nhỏ. Nghe chưa? Tao thấy cái cách chơi của mày đó. Ốp với ốp nhau mìu lên mìu xuống. Cái thứ chơi như mày đó. Phải không? Đủ mới đéo ai thèm chơi đâu, bỏ cho mày biết, nghe chưa, nghe chưa, mày đó, mày muốn tao on cam lên đó, nếu mà tao on cam lên tao đẹp trai hơn mày đó, cái lộn mẹ mày sao mày đá người ta hoài như mày thằng kia, mày, ê mày, mày chưa thấy đủ má ông mày xuất hiện cái nick chủ đông vô hay là sao, đủ mẹ đá người ta hoài, đủ mẹ tưởng mày 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 đeo super không đá ai không không đá mày được à? Hả? Đủ mẹ mày à. Đá ở lên đây tôi bi. Đủ đá sống hoài. Nhè thằng sống mà đá hoài là sao? Hả? Tao tao mắc cười quá, kệ nó đi, tội mấy em nhỏ này giờ muốn nổi tiếng hay sao vậy? Đệ tử của mày phải không, Boku Boy? Mày lên mày mày xử đi. À, tại sao vậy? Nói thì phải làm nha. À, hồi nào nha, hồi...